Chào các bạn. Thì phần đầu tiên khi mà vào cái bài background đây thì mình sẽ block out trước cái design để cho các bạn dễ dễ nắm được cái quy trình làm việc ha. Thì với những cái design mà nó có nhiều chi tiết phức tạp như thế này á, thì các bạn khi bắt đầu làm việc các bạn đừng có để ý quá sâu vào các chi tiết như vậy, thì nó sẽ rất khó cho mình làm việc và có thể dẫn đến là khi các bạn bắt đầu với những chi tiết nhỏ thì nó sẽ bị sai, tỷ lệ nó không đúng. Thì cái quy trình bao giờ người ta cũng gọi là bắt cái khối và tỷ lệ lớn đầu tiên cái đã, thì nó gọi là block out. Thì ở đây mình sẽ chia ra các cái phần, nó giống như là cái nền ở đây, rồi mình cái bài hướng dẫn của mình cũng sẽ đi theo từng cái phần như vậy. Rồi hoặc là cái phần cái tường nhà ở đây chẳng hạn. Rồi tiếp theo là cái mái ở đây. Rồi ví dụ như có cái mũi thuyền ở bên này, trang trí ở bên này chẳng hạn. Rồi cái ống khói. Thì đó là những cái phần lớn chính chúng ta sẽ block out nó trước, tức là chúng ta sẽ tạo dáng rồi tạo tỷ lệ trước cho nó đúng với lại cái hình design, cũng như là khi chúng ta tạo ra như vậy thì nó có được cái độ cân bằng tốt để mình nhìn vào cái file của mình nó có cái kết quả ổn, có nhìn nó thuận mắt, nó đẹp, nó cân bằng. Thì khi mà các bạn hay nói đến cái hoặc là các bạn nghe mọi người nói đến cái vấn đề là cân bằng hoặc đẹp, thì cái làm như thế nào để cho mình biết được nó cân bằng và đẹp, thì đơn giản là các bạn nhìn vào cái file của mình đó, các bạn thấy nó thuận mắt là ok là được. Thì ở đây thì mình đã đi đến cái phần là đã block out được cái dáng nó cơ bản là như thế này, thì các bạn có thể nhấn shift x hoặc là x bold ở đây để tả ra những cái phần riêng biệt. Để đây các bạn thấy, rồi mình nhấn F đó thì các bạn thấy đó. Thì đơn giản đây các bạn dùng những cái khối khối cơ bản thôi, ví dụ như là khối vuông đó, hoặc là các cái khối chữ nhật như thế này. Rồi ví dụ cái phần ống khói đó, hoặc là đó những cái khối cylinder chẳng hạn, giống như là cái trang trí ở trước ở đây, thì mình sẽ dùng cái khối phao chẳng hạn. Thì chúng ta sẽ dùng những khối cơ bản ta kết hợp, và chúng ta có dùng thêm một cái cọ cái cọ đây thì mình đã tạo sẵn là curve Q, thì trong ZBrush nó không có sẵn, thì mình sẽ up cái cọ này lên cho các bạn có thể download về và các bạn dùng rất là tiện. Rồi thì cái cọ này để làm gì, thì thông thường á cái nhà của mình thì các bạn thấy là đó, nó có tường và cái trụ. Thì cái tường thì đơn giản rồi, các bạn chỉ việc là dùng những cái khối Q rồi các bạn kéo chiều dài chiều rộng của nó cho nó cân đối để nó ra được cái dáng. Xong sau đó thì ở những cái phần trụ này thì các bạn có thể là dùng cái khối Q hoặc khối bóc các bạn uốn. Thế nhưng mà nếu mà làm vậy thì nó cũng khá mất thời gian. Thì ở đây cái bài này thì mình đã tạo sẵn một cái cọ. Ví dụ này mình sẽ solo. Rồi clear. Đó ở đây mình dùng cái cọ Q này để các bạn có thể vẽ được ra những cái tường nó rất là nhanh. Rồi ở đây khi mà các bạn xài những cái cọ dạng này á, thì nó yêu cầu là mình phải cái sub level của mình phải được xóa đi, nó chỉ có một sub level thôi đó. Thì đây mình muốn tăng lên chẳng hạn, đó thì mình kích vào thì nó sẽ tăng lên như thế này. Rồi mình mở cái polyf lên để mình xem ở đây, ví dụ như các bạn muốn cái độ cong ở đây nó nhiều một chút thì các bạn vào brush, rồi modify, các bạn tăng cái curve resolution lên ở đây. Thì đây mình đã để mặc định nó là 4 rồi. Thì đây các bạn có thể điều chỉnh cho nó cong được nè. Đó. Đó thì nó rất là nhanh hả. Rồi ví dụ mình muốn vẽ thêm một ít nữa thì các bạn có thể là lôi cái điểm cuối xuống dưới ở đây. Rồi điểm đầu các bạn zoom lại, mình zoom lại cho các bạn dễ thấy. Rồi mình để cái cọ khi mà nó có một cái tia đỏ nó nối đó. Nó có một cái tia đỏ nó nối với cái đường cuối của mình thì các bạn có thể vẽ tiếp ra được. Rồi. Rồi, dễ ra. Nhưng mà ở đây thì là do cái
cái độ cao của cái ngôi nhà này nó chưa đủ, nên là nó ra ngoài đây thì nó không vẽ tiếp được. Thì cái này có thể mình giải quyết là, thì sau khi mình điều chỉnh cái độ cong của cái curve này xong rồi, sau đó các bạn có thể keo cho nó cao lên cũng được. Đó, nó có nhiều cách. Rồi thì ở đây mình sẽ review trước cho các bạn là mình sẽ dùng những cái cọ này để mà mình giải quyết cái phần cái trụ cho cái ngôi nhà của mình nó chẳng hạn. Rồi ví dụ đây các bạn thấy là ở trên nó cao nè, ở dưới nó thấp nè, thì mình có thể vào trong stroke mình điều chỉnh, các bạn vào stroke rồi curve modify size ở đây mình kích vô đó, mình thay đổi một chút cái này, cái đường curve này đó các bạn kích, thì lúc này nó đang bị ngược chiều ha, thì mình flip V lại rồi reset đi, rồi các bạn kéo bên này lên cao, bên phải lên cao, à, bên trái lên cao và bên phải xuống thấp một chút, rồi mình kích lại đó, thì nó sẽ rất là nhanh. Sau này ví dụ các bạn cứ giống như những cái trụ ở đây các bạn vẽ lên thì nó theo một cái, rồi các bạn theo một cái dáng mình mong muốn, các bạn vô tình mà các bạn kích vào đây á, nó xuất hiện cái nốt ở đây á, nó sẽ ảnh hưởng đến cái hình của mình đó, thì các bạn muốn bỏ nó đi, các bạn kích và các bạn đặt mạnh lên trên này thì nó sẽ mất, rồi sau đó các bạn kích lại thì nó sẽ update lại cho mình ha. Đó rồi ví dụ đây mình muốn thon nữa chẳng hạn đó, rồi rồi thì mình sẽ ở đây bây giờ mình sẽ bắt đầu với cái tường của cái phần nhà chính. Thì các bạn sẽ vào tool rồi, thì như các bạn thấy là cái ngôi nhà của mình nó là một dạng hình khối bóc đúng không, thì các bạn lấy cube rồi, thì sau khi lấy cube xong mà các bạn muốn edit lên cái cube này được, muốn vẽ lên được nó, bạn phải make polymesh 3D ở đây. Rồi tiếp theo thì các bạn thấy cái phần lưới ở trên này là nó là lưới chéo, nó là lưới tam giác, nó vẽ sẽ không đẹp, mình cần phải cho mặt trên dưới này của mình á nó là lưới vuông luôn, như là hai cái mặt trước với mặt bên hông này thì nó tốt hơn. Thì các bạn có thể vào trong cái anti-line ở đây, ở dưới bên này nó gọi là sub menu ha, các bạn vào anti-line ở đây đó, các bạn kích vào EQ, thì khi các bạn kích vào các bạn thấy là phần lưới trên dưới chúng ta nó đã chia làm bốn hết rồi. Rồi thì ở đây bây giờ chúng ta sẽ phân tích cái tỷ lệ của cái tường, thì ở đây các bạn thấy là độ độ lớn của nó, độ độ nó là nó gần với hình chữ nhật hơn ha, rồi có thể là độ độ dài của nó rộng là 1 2 3, có thể là 4 phần chẳng hạn, thì đó các bạn có thể là có những cái phỏng đoán tỷ lệ ban đầu của mình để mình làm cho nó giống với concept hơn. Thì ví dụ ở đây là, rồi ở đây mình có trục X nè, X, Y và Z. Nếu mà cái trục nó nhỏ quá các bạn không thấy được, các bạn vào ra modify axis, các bạn kéo này lên, đó nó sẽ lớn lên dễ thấy hơn. Và mình muốn cái rồi các bạn muốn cái nền nó mất cái màu xanh đi, nhìn cho nó dễ, thì các bạn kéo cái RGB ở đây xuống là không, nói chung là nhìn nó sẽ rất là dễ. Rồi giảm cái size cọ bằng phím S. Rồi bây giờ trục X của mình nó sẽ lớn gấp, rộng gấp 4 lần ha, thì các bạn đánh ở đây là X 4, rồi các bạn kích lại VQ một lần nữa đó, thì nó sẽ thay lại một cái mới cho mình. Rồi rồi ví dụ cái design của mình nó, tức là cái phần ở dưới của cái nền nhà của mình nó nhỏ hơn, nó thon hơn, kiểu cái design nó hơi hoạt hình dễ thương một chút, rồi ở trên này nó cao hơn, thì đơn giản các bạn ở đây các bạn có thể chia thêm cái lưới để mình làm cho nó
cái đường line của mình nó mượt thì các bạn vào geometry. Các bạn ở đây mình đang cần cái khối vuông, các bạn tắt smooth đi, bởi vì nếu mình để smooth mà chia thì các bạn thấy nó sẽ bị tròn như thế này. Thì đây mình tắt smooth đi rồi mình chia đó. Các bạn muốn update cái lưới thì các bạn tắt mở cái polyf thì các bạn sẽ thấy. Rồi chia thêm một lần nữa đó. Rồi thì lúc này mình sẽ dùng cọ mu, các bạn nhấn B M V. Rồi mình muốn trái phải giống nhau luôn, thì ở đây các bạn thấy design này đó, thì nó có hơi khác một chút, nhưng mà ban đầu khi mình bay mình dựng cái cơ bản lên đó, thì các bạn sẽ để cho nó giống nhau, xong sau đó mình sẽ điều chỉnh nó khác đi một xíu vào cái phần mà refine, tức là cái phần làm đẹp lại cuối cùng á. Rồi thì để đối xứng trái phải thì các bạn nhấn X, phím X ha, X circle giữa phím Z và phím C. Rồi thêm một cái nữa mình muốn là cái phần sau này luôn, nó cũng đối xứng luôn, thì các bạn vào transform, ở đây các bạn nhấn thêm chữ Z ở đây nữa đó. Rồi mình để cọ ra ngoài thì các bạn thấy, từ khi mình để một cái cọ vào thì các bạn thấy xuất hiện 4 điểm, tức là nó vừa đối xứng trái phải, vừa đối xứng trước sau. Rồi ở đây mình có thể mình giữ xoay, mình giữ shift như vậy để rồi mình lớn cọ lên một chút. Rồi các bạn kích rồi mình rắc, đó là mình bóp được cái dáng ban đầu của cái tường. Ok. Rồi tương tự với cái máy này, thì cái máy này thực ra nó là một cái hình tam giác. Rồi thì cái khối của nó là cái khối tam giác ha. Rồi thì ở này mình sẽ vào sub tool, mình áp bình thêm, mình cho nó xuất hiện thêm, hoặc là chèn thêm một cái máy vào đây, hoặc là mình có thể là dùng chính cái thân nhà này ở đây, các bạn có thể là duplicate ở đây chẳng hạn đó, cho nó ra. Rồi mình sẽ load nó lên bằng cọ, bằng công cụ mu, cọ mu khác và công cụ mu khác. Các bạn kích và các bạn vẽ thẳng lên như thế này, các bạn giữ thêm shift thì nó sẽ thẳng cái trục. Rồi các bạn kích đưa cái chuột mình vào cái hình tròn nhỏ màu trắng ở bên trong này nè. Rồi các bạn kích và các bạn giữ shift, nó sẽ đi lên như vậy. Ok. Rồi ở đây mình sẽ bóp cái máy nó lại thành hình tam giác chẳng hạn. Rồi thì ở đây mình sẽ giảm cái level xuống là cái lưới thấp nhất ở đây. Rồi tiếp theo mình bóp, thì ở đây mình sẽ giữ control để mình tạo cái mask, mình bẻ những cái điểm này cho nó đi vào trong. Rồi khi mình giữ control thì mình chuyển cái stroke này thành là lasso. Ok, mình vẽ ở đây chẳng hạn. Rồi rồi mình muốn invert cái mask này lại để mình có thể, thì ở trong dưới đó khi các bạn mask cái điểm nào á thì mình di chuyển xoay hoặc là mình vẽ cọ điêu khắc lên trên nó thì nó sẽ không có hiểu. Nó giống như là nó bị khóa cái vùng đó lại, thì bây giờ mình muốn là khóa những cái vùng khác và di chuyển vùng này thì mình phải invert cái mask, thì mình giữ control mình kích ra ngoài cái canvas, cái viewport này. Rồi mình rắc cái thanh màu xanh lên trên như thế này, rồi mình chuyển qua công cụ xoay, thì lúc này cái điểm dưới này nó sẽ là cái tâm xoay. Rồi đó các bạn thấy mình xoay, mình ép qua. Ok, cái này mình đang làm ở side view, là cái mặt nhìn ở bên hông á, trong 3D Max thì nó là left hoặc là right, cũng như trong Maya, hoặc Maya thì gọi là side view ha. Đó hông tức là mình nhìn theo trục x. Rồi thì sau khi mình bóp rồi xong, ok rồi thì mình clear mask đi, các bạn giữ control mà các bạn quẹt ra ngoài như thế này nó clear. Rồi tương tự mình lấy cái phần điểm này cho nó nghiêng ra như thế này, giống như trong hình design đó các bạn thấy. Rồi tại vì ở đây của mình nó hơi thiếu đó. Rồi control mình, rồi kéo ra chẳng hạn. Ok đó, rồi control clear mask. Rồi các bạn thấy cái máy nó hơi đưa ra ngoài chút, thì cái điểm này nó phải rộng hơn một xíu, thì các bạn có thể vào là deformation.
Khi các bạn muốn co giãn hình khối trong ZBrush thì các bạn có thể kết hợp ba cái công cụ Move, Scale, Rotate, hoặc là các bạn có thể vào trong Deformation ở đây và nó cũng có Rotate, Size, Offset. Offset này có nghĩa là nó move, di chuyển, Rotate là xoay và Size là Scale. Thì ở đây mình đang cần nó rộng và trục Z thì mình sẽ tắt trục X và trục Y đi. Ở đây các bạn để lại còn chữ Z thôi. Cái thanh trường này các bạn kéo đó thì nó sẽ tăng lên. Rồi, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cái cách để mà bay tạo ra những cái khối cơ bản đầu tiên cho cái file của mình. Thì các bạn cứ trên cơ sở là các bạn phân tích tỷ lệ của cái design của mình, xong nó cứ lên từng phần từ từ đẩy tiếp thì sẽ được cái bước ở đây. Thì mình cái bài này thì mình dừng ở đây để cái bài sau mình sẽ hướng dẫn tiếp các bạn cái cách lên, bắt đầu mình đẩy chi tiết lên từ 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 phân tích các cái cột, các cái lan can ra để mình có được cái model hoàn thiện. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo